Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với bản tin buổi sáng hàng ngày của Góc Arsenal. Bây giờ, hãy cùng chúng mình điểm lại những chuyển động thú vị của đội bóng thân yêu ở trong 24 giờ đã qua. Nhớ like, share và subscribe anh em nhé. Giờ thì bắt đầu thôi. Nhà vô địch World Cup 1998 là một phần của đội hình pháo thủ đẳng cấp từ năm 2000 tới 2006, đã giành được hai chức vô địch Premier League, bao gồm giải bất bại huyền thoại và một chiến thắng FA Cup và lọt vào chung kết của Champions League. Nhiều danh thủ này vẫn tiếp tục theo dõi sát sao những phát triển của câu lạc bộ. Pháo thủ đã tuyển mộ đội trưởng cũ của họ, Mikel Arteta, làm huấn luyện viên. Sau thời gian chật vật, đội bóng có vẻ đang đi đúng hướng và có thể trở lại C1 vào mùa tới. Pires nói với Watts: "Tất nhiên là tôi vẫn theo dõi Arsenal, tôi xem tất cả các trận đấu và tôi vẫn liên hệ với giám đốc thể thao Edu của Mikel và nhiều cựu cầu thủ khác. Tôi nghĩ cậu ấy đang làm một công việc rất tuyệt vời. Arsenal đã tìm thấy DAN của mình dựa trên một lối chơi tấn công và tốc độ. Cậu ấy đã hỏi rất nhiều từ cầu thủ của mình và rất khắt khe từ các buổi tập. Hiện tại thì Arsenal đứng thứ tư trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với một điểm, nhiều hơn đội đứng sau là Manchester United, dù họ chơi ít hơn Quỷ Đỏ tới 3 trận. Tottenham đang là mối đe dọa đáng kể tới pháo thủ vào lúc này, khi Spurs đang kém họ 3 điểm và đá nhiều hơn một trận. Như chúng ta đã biết thì chính phủ Anh đã ban hành lệnh án phạt dành cho chủ tịch Roman Abramovich. Theo đó thì tất cả tài sản của vị tỷ phú người Nga tại xứ sở sương mù sẽ bị đóng băng, trong đó có cả câu lạc bộ bóng đá Chelsea. Với án phạt này, The Blue không được phép mua bán hay là gia hạn với các cầu thủ. Hoạt động kinh doanh như bán áo đấu và bán vé vào sân từng trận, trừ những cổ động viên có vé mùa thì cũng bị đình trệ. Không chỉ các ngôi sao mà tương lai của huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng đã trở nên bất định. Mới đây, nhà báo Piers Morgan đã gợi ý rằng Arsenal nên phá vỡ ngân sách vì Thomas Tuchel. Hẳn sẽ không ít cổ động viên pháo thủ phản đối vì điều này, bởi Mikel Arteta đang làm rất tốt công việc của mình. Chiến lược gia người Tây Ban Nha xây dựng một Arsenal lấy các cầu thủ trẻ làm nòng cốt để chuẩn bị cho tham vọng chinh phục trong tương lai không xa. Hiện tại thì đội bóng chủ sân Emirates đã tràn trề cơ hội để lọt vào top 4 Premier League. Theo nhận định tới từ Alia Diarre, cựu danh thủ của Arsenal, thủ thành Aaron Ramsdale chính là nhân tố chủ chốt giúp tạo nên sự chắc chắn cho khu phòng tuyến của Arsenal. "Tôi có lẽ cũng giống như rất nhiều người hâm mộ của Arsenal. Tôi hơi thắc mắc. Chúa ơi, chúng ta thực sự chỉ cần có 30 triệu bảng cho Ramsdale không? Nhưng tôi phải nói rằng, tôi hoàn toàn sai lầm. Đối với tôi, cậu ấy là một bản hợp đồng mùa giải của Arsenal. Cậu ấy thật tuyệt vời, dù đã cứu thua cho chúng tôi trong rất nhiều trận đấu. Nếu bạn nghĩ về tất cả những pha cản phá mà cậu ấy đã thực hiện, bạn sẽ phải dành cho cậu ấy lời khen ngợi. Nếu cậu ấy không ở đó, chúng tôi đã không ở gần top 4. Việc Bukayo Saka, Emile Smith-Rowe và Martinelli đang chơi tốt khiến Arsenal hứng thú với các cầu thủ trẻ. Trong kế hoạch là mới hàng tiền vệ, Arsenal đang dành sự quan tâm đặc biệt tới tài năng trẻ Chukwue Emeka của Aston Villa. Chukwue Emeka được đưa lên đội 1 của Aston Villa hồi đầu mùa giải và thi đấu khá nổi bật. Cho tới nay, tiền vệ 18 tuổi người Anh đã có 9 lần ra sân tại Premier League và thể hiện nhiều phẩm chất đáng khen ngợi. Anh là mẫu tiền vệ có nền tảng thể lực sung mãn và khả năng phán đoán rất tốt. Với khả năng công thủ đời tốt, anh có nhiều tiềm năng để phát triển. Huấn luyện viên Arteta muốn trẻ hóa Arsenal và ông theo dõi khá kỹ những bước đi của cầu thủ này. Hợp đồng của anh với Aston Villa có thể hạn tới 2023. Arsenal tự tin có thể chiêu mộ thành công cầu thủ này để thay thế cho Granit Xhaka. Pháo thủ được cho là bán Xhaka cho Roma để dọn đường đón cầu thủ của Aston Villa. Với việc cầu thủ này chỉ còn 12 tháng trong hợp đồng với đội bóng chủ sân Villa Park, Arsenal sẽ không phải chi ra một số tiền lớn cho thương vụ này. Liệu có thể diễn ra kịch bản là một ngày nào đó, cựu tiền vệ Matteo Flamini sẽ mua lại Arsenal mà anh từng khoác áo? Điều này là hoàn toàn có thể vì giờ anh là tỷ phú và đang sở hữu công ty GF Biochemical cùng Học viện Unity Prosman. Đối với hầu hết những người hâm mộ Arsenal, cái tên Matteo Flamini gợi lên những kỷ niệm về một tiền vệ người Pháp có kỹ thuật với những cú tắc bóng quyết liệt. Chẳng gì thì anh cũng đã đem lại cho đội bóng những đêm đáng nhớ nhất trong lịch sử của Arsenal. Ngược thời gian vào tháng 9 năm 2015, Flamini là người đã ghi hai bàn thắng ngay trên sân của đối thủ cùng thành phố là Tottenham trong một trận đấu thuộc League Cup. Tuy vậy thì cựu cầu thủ người Pháp đã gác giày để chuyển sang lĩnh vực kinh doanh và phải nói rằng anh chẳng có gì phải hối tiếc khi để nhìn lại tất cả. Thực tế thì mặc dù Flamini mới giải nghệ vào năm 2019 nhưng đã xây dựng nền tảng cho sự nghiệp kinh doanh từ trước đó. Là người đồng sáng lập và đối tác của công ty từ năm 2008, Flamini đã bỏ túi hàng triệu USD
Đây là kết quả của sự hiện diện của anh trong một công ty sở hữu những người đầu tiên trên thế giới sản xuất axit levolinic để thay thế cho dầu ở quy mô khối lượng lớn. Theo Forbes, Flamini hiện được ước tính có số tài khoản lên tới 14 tỷ USD. Cựu danh thủ Gareth Neville cho rằng MU sẽ về đích trong top 4 ngoại hạng Anh mùa này, sau khi đó sẽ phải đánh bại Tottenham vào cuối tuần này. Tôi vẫn nghĩ Man United có thể đứng ở vị trí thứ tư. Tôi không hoàn toàn tin tưởng Arsenal. Man United phải theo đuổi Arsenal và vẫn còn một chặng đường phía trước. Man United phải hạ Tottenham. Neville nhận định. Theo Watt, Arsenal đang dành sự quan tâm tới 10 tiền đạo khác nhau ở trước kỳ chuyển nhượng mùa hè. Các mục tiêu bao gồm Dominic Calvert-Lewin và Richarlison, Marcus Rashford và Oliver Watkins. Các trường hợp được cân nhắc ở nước ngoài là Alessandri, Lautaro Martinez, Alexander Isaac, Jonathan David, Darwin Nunez và Raul de Tomas. Tờ Planet Sport cho biết Arsenal đang có định chiêu mộ tiền đạo Richarlison để mà tăng cường sức mạnh cho hàng công trong mùa giải tới. Theo đó thì giám đốc thể thao Edu rất ngưỡng mộ tài năng của cầu thủ 24 tuổi này. Không chỉ có Arsenal mà Man United cũng rất quan tâm tới Richarlison khi cửa đỏ coi ngôi sao người Brazil là phương án tiềm năng nhằm thay thế Cristiano Ronaldo.